Chào các bác, đây là cái giá thể cũ của cái cây địa lan. Cái địa lan mà những cái cây địa lan này em đổ ra em trồng lại thì là những cái giá thể vỏ thông với cả đá bọt cũ. Được trồng từ năm ngoái. Trồng năm ngoái thì bây giờ thì nó cũng to mà. Mấy cái này là mấy cái size lớn. Size này là size 13, 18 và 15, 28 thì đấy, đại loại vậy. Và nó khá là to. Những cái này thì nó không bị mục và trồng như này ấy, thì nó lồng cổng nó ra rễ rất là tốt. Bố rễ rất là tốt. Thì cái giá thể cũ này về đổ rửa ra. Đổ ra và rửa lại thì chúng ta được cái giá thể như này. Đấy, nó dạng thế. Thì bây giờ em sẽ đổ một cái chậu ra để trồng lại. Và em sẽ thay một cái cây là chính là thay cái cây chiều trâu này vào cái chậu muống này. Đấy, cái này cây chiều trâu. Đây là thay đổ cái giá thể cũ ra. Giá thể của nó thì chỉ có vỏ thông với xốp với cả xóa nhẹ thôi. Gần như là vỏ thông không. Trồng đây là trồng thuần 2 năm. Thường thì địa lan là 2 năm là trồng một lần. Và địa lan thì thuần địa lan thì trồng vỏ thông với đá bọt này 2 năm thay một lần. Và thay vào mùa của nó thì như em đang thay thì cứ là mùa xuân. Mùa xuân với cả mùa thu và dịp tầm vào tháng 8 tháng 9 ấy, lúc chuẩn bị nảy mầm như này này. Nảy mầm như này là chúng ta có thể là thay chậu, bởi vì khi thay chậu xong thì cái mầm này nó sẽ phát triển ra dễ. Các anh chị thấy là trồng bằng giá thể vỏ thông không, gần như vỏ thông không với đá bọt này, rất là tốt. Bộ rễ ở địa lan nó cực kỳ tốt. Ví dụ chậu đấy là một đấy, hay những cái chậu này, cây này là cái điểm đấy. Bộ rễ nó cũng tùy cây, nhưng cái củ chậu này là củ già lên này, anh chị thấy những cái củ rất là già và giờ nó chết rồi. Đây là dâm từ củ già lên thì cái bộ rễ của những cái củ già nó sẽ bị hỏng đi và nó sẽ ra rễ ở những cái củ mới này. Đấy, thì khi mà chúng ta thay chậu như này khoảng 2-3 năm chúng ta thay ấy, thì những cái củ già này nó sẽ chết hết những cái rễ đi, thì phải cắt bỏ những cái rễ đi. Còn những cái rễ trắng này chúng ta để lại. Như cái chậu này là em thay và nó là củ tơ nuôi lên á. Đấy, thì sau 2 năm thì nó cũng lá nó kém đi, thì chúng ta lại nhấc ra thay lại như củ này. Thì những củ tơ thì bộ rễ nó rất là đẹp và chúng ta có thể giữ được. Bởi vì khi chúng ta chọn giá thể để trồng ấy, như đây em trồng chỉ 100% là vỏ thông này, thì cái việc vỏ thông đổ ra ấy, thì nó không bị vỏ thông. Và cái size này anh chị á, cái size mà tầm từ, như chúng anh chị cứ chơi cái loại tầm ổ như ngón tay cái này, cái size 13, 16 hay là 10, 15, 28 ấy, trộn vào với nhau xong cứ cho lẫn lộn thôi, chứ cũng không quan trọng là phải cho một loại giá thể hay gì đâu. Cứ chung một loại vỏ thông hoặc đá bọt đều được. Đây, còn đây là cây chiều trâu. Cây chiều trâu này thì em sẽ cho vào cái chậu muống. Thì em sẽ trồng nó vào chậu muống. Còn cái cây điểm này thì em sẽ trồng vào chậu này. Đây là cây điểm. Còn cái cây này là cái cây chiều trâu. Đây, anh chị thấy là bộ rễ của nó khi mà trồng bằng vỏ thông hết thì nó cũng rất là ok. Đương nhiên là những cái đen đen này thì không có gì này. Những cái đen đen này là nó vẫn rất là cứng. Nó vẫn rất cứng nên anh chị không cần phải cắt những cái đen đen này làm gì. Đấy, trừ những cái nào mềm, ví dụ như những cái gãy này chắc chắn là mềm này. Đấy, chúng ta nhìn này nó sẽ lộ ra cái ở trong này, cắt bỏ hết đi. Thay giá thể là để cắt hết những cái chậu này đi, cắt hết những cái loại giá thể này đi. À, cái rễ hỏng. Anh chị cắt hết những cái rễ đi, những cái rễ hỏng đi. Chúng ta có thể bóp xem nó có mềm thì chúng ta cắt nó đi. Cắt như này thì nó hết rồi thôi. Còn đâu là những cái rễ này toàn là rễ rất là xanh, tươi. Còn nó trắng, đúng không ạ? Như cái chậu này thì là, cái chậu này là củ này nó là củ mẹ, củ này củ già này. Nó lên là một mầm, mầm lên là một mầm rất đẹp. Đấy, thì giờ lên mầm to này. Thì bây giờ có thể trồng ra một cái chậu mới. Trồng thì thường thì anh chị có thể là trồng làm sao để cho nó giữ chắc cái bộ gốc là được, chứ không quan trọng là nó phải như thế nào cả. Quan trọng là chỉ cần chắc cái bộ gốc của nó vào cái chậu. Thì đây thì em sẽ, như cái này thì chúng ta có thể là nếu mà có thời gian ấy, thì nên khử trùng bằng cách có thể là ngâm qua, rửa qua nước vôi hoặc là rửa qua cái loại nước sát khuẩn như Fisan hay là Bencola gì đấy để nó sạch, xong để khô, rửa sạch xong để khô khoảng tầm độ 1-2 tiếng thì anh chị đem trồng thì chuẩn bị vào những cái chậu sẵn như này. Đây là một cái chậu sẵn. Cái chậu này là cái chậu muống, thì cái chậu muống này để em lót xốp dưới này, xong rồi là đặt cái cây vào đấy, xong chúng ta trồng thôi. Trồng thì những cái giá thể cũ này của anh chị nhé, cái giá thể cũ này anh chị lọc bỏ hết những cái rác này đi. Đấy, bỏ hết những cái rác xong lấy những cái giá thể này, hoặc là có thể dùng giá thể mới cũng được, hoặc không thì cứ dùng giá thể cũ để cho nó đỡ tốn cái tiền mua cái chất trồng này, thì cứ dùng cái bọn cũ này được. Rửa sạch những cái bọn đây em rửa đây,
nó cũng rửa sạch xong là nó rất là ok, giá thể rất là ok. Khi mà rửa qua nước rồi thì nó sạch, nó rất ok. Thì chúng ta đặt cây vào đây. Đặt cây thì lưu ý ở cái miệng chậu, anh chị nhìn ngang này, thì cái miệng chậu này nó sẽ bằng với cái củ này, bằng với cái chân mà điểm ra rễ đầu tiên ấy, là cái miệng chậu này nó sẽ bằng ở đây. Thì sau đó chúng ta sẽ cho giá thể vào, cho giá thể vào chậu. Cho giá thể thì có người thì người ta hay bảo là cho giá thể ở dưới là to, xong rồi nhỏ 1/3 ở dưới là to, xong một phần ở giữa thì là hàng vừa, còn ở trên mặt là hàng nhỏ. Nhưng em thấy thì cái điều đấy nó không quan trọng lắm, anh chị cứ dùng luôn một loại cho nó đơn giản thôi. Còn trồng thì anh chị nhớ là đặt cái hướng tơ này, cái hướng tơ là cái mầm này, vào giữa chậu nhé. Hướng tơ mầm này là luôn luôn phải thả vào giữa chậu, bởi vì khi giữa chậu thì trồng 2 năm sau nó sẽ phát triển ra đến ngoài vị trí ngoài này. Xong lúc đó thì chúng ta thấy nó lệch chậu rồi thì chúng ta có thể thay chậu mới hoặc tách những củ già ra. Nhưng đây thì nó là cái cây nhỏ nên là em chưa tách, nói chung cũng phải 4-5 thân thì mới tách. Còn thay chậu thì thay những chậu to này để cho nó phát triển tốt hơn, cho nó ăn nhiều dưỡng chất hơn, cho ăn phân bón hoặc là nhiều giá thể thì bộ rễ nó phát triển mạnh. Nhưng mà có cái hơi ngược hơn là đó chính là Trung Quốc ấy, thì người ta lại thích trồng chậu nhỏ. Những em thì quan điểm là chậu to chậu nhỏ thì cũng không quan trọng lắm, quan trọng là cái giá thể chúng ta cung cấp cho cái chậu ấy là chúng ta phải nắm bắt được cái độ ẩm của nó. Bởi vì như em đây là em trồng bằng đá với cả vỏ thông không ấy, thì là em tưới nước rất là nhiều, bắt buộc phải tưới nhiều chứ em không tưới ít được. Bởi vì khi mà tưới ít ấy, thì nó sẽ khô, và khi mà khô thì cây nó địa thì nó cần ẩm mà, khô thì nó phát triển rất là chậm và có thể là sẽ không phát triển luôn. Đấy. Còn cái giá thể của nó thì mọi người cứ làm sao mà, ví dụ kể cả những ai mà trồng bột dừa không cũng được, hoặc là trồng đá bọt này không cũng được, hoặc là trồng bằng cái xỉ than không cũng được. Bởi vì mỗi người một cách trồng, nhưng quan trọng nhất là nó phải thoát nước. Thoát nước để cho cái cây này bộ rễ và cái sản phẩm, là cái gọi là cái chất trồng này, nó thông thoáng thì là nó không bị mốc. Đấy. Khi mà trồng, anh chị cần cho giá thể vào như này là ok. Xong sau đó thì nhớ là tưới thông chậu. Tưới thông chậu thì tưới trồng xong như này, tưới khoảng từ một chậu như này tưới khoảng từ 3 đến 5 lít nước để cho nó thông hết giá thể, cho cái những cái bẩn mà nó còn tồn đọng lại ở trên giá thể này nó sẽ trôi hết đi xuống chậu và trôi ra ngoài. Và địa lan này thì lưu ý là mọi người nên tưới thông chậu khoảng từ 3 đến 5 ngày tưới một lần, để cho cái giá thể, những cái phân bón hay là những cái phân tan chậm ấy, nó còn tan ra cái giá thể này, nó tàn dư thì nó sẽ trôi đi hết, thì cái giá thể nó luôn luôn sạch. Và khi mà mình tưới được như vậy thì cái giá thể vỏ thông nó giữ ẩm liên tục, và khi giữ ẩm liên tục thì nó sẽ đỡ bị lên nấm mốc hơn. Bởi vì khi mà nó nóng ẩm ít ấy, thì nó sẽ rất là hay bị mốc. Thế nên là còn cái vỏ thông này anh chị cứ tưới thật nhiều thì nó cũng không giữ nước nhiều, nhưng mà nó sẽ giúp cho là không lên nấm mốc ở cái phần ở trong này. Anh chị nhìn như đây là những cái giá thể cũ này, nó rất là ẩn, nhưng mà gần như khi đổ ra thì bộ rễ rất là tốt, bộ rễ rất tốt, và cái giá thể này nó gần như là không bị mốc. Đương nhiên là những cái con côn trùng thì không thể tránh được, chắc chắn là có, nhưng mà anh chị nhìn cái giá thể đổ ra này, cứ tưới thật ẩn thì là cái giá thể này vỏ thông làm sao mốc được. Nhưng anh chị cứ bảo là tại sao vỏ thông nó mốc, nhưng mà còn cái mình cứ tưới thật nhiều này, ướt đẫm này là không bao giờ nó mốc cả, thì vỏ thông không mốc, cây nó sạch sẽ thì phát triển bộ rễ rất là tốt. Đây là một cái cây rất là tốt, đây là em đang trồng hay em đổ ra thôi chứ cũng chẳng gì cả. Đấy là một số cái cơ bản về trồng địa lan. Thì trồng địa lan hay lan kiếm hay một số loại lan khác, anh chị chỉ cần trồng xong lắc cho một cái như này để cho cái giá thể nó chặt, nó khít vào nhau, xong rồi tưới nước để cho nó thông chậu, tưới khoảng 3 đến 5 lít cho một cái chậu như này, một cái chậu địa lan, hoặc là các loại lan khác cũng vậy. Thì quy trình trồng cái chậu địa và tưới thì anh chị lưu ý như vậy thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video lần sau. Những cái cây lan khác em sẽ trồng để mọi người cùng tham khảo thêm. Xin chào tất cả mọi người.